Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục phần biển báo. Ở phần biển báo chúng ta có một bài thơ thế này. Tròn xanh hiệu lệnh phải theo, vuông xanh chỉ dẫn nhớ ngay mẹo này. Tròn đỏ biển cấm nghe không, tam giác nguy hiểm bạn cần nhớ ghi. Chúng ta lưu lại bài thơ này nhé. Rồi, tiếp tục câu 314. Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau vuông với đường bộ không có rào chắn. Biển số 2 không có rào chắn và biển số 3 không có rào chắn. Chúng ta chọn biển 2 và biển 3. 315. Biển nào báo hiệu cửa chui? Biển báo hiệu cửa chui, biển số 2. Chúng ta chọn biển số 2. Biển nào báo hiệu đường hầm? Đường hầm, chúng ta nhìn thấy nó hun hút. Rồi. Biển nào báo hiệu chú ý chướng ngại vật? Chú ý chướng ngại vật đây. Biển 2 và biển 3. Biển nào báo hiệu đường hai chiều? Đường hai chiều thì có mũi tên lên xuống, mũi tên xuống, mũi tên lên đây, lên xuống là đường hai chiều. Rồi, biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều? Giao nhau với đường hai chiều thì dấu bằng. Dấu bằng đây ạ. Chúng ta có mẹo. Chúng ta nhớ các cái biển chính, sau đó thì chúng ta loại trừ ra và chúng ta chọn đáp án đúng. Dấu cộng là đường cùng cấp. Dấu trừ là cấm đi ngược chiều. Dấu nhân là giao vuông góc với đường sắt. Dấu sắc là giao không vuông góc với đường sắt. Đó. Dấu bằng là giao nhau với đường hai chiều. Rồi, tiếp theo là giao nhau với đường không ưu tiên thì có mũi tên. Giao nhau với đường ưu tiên thì tam giác lộn ngược. Đó. Bắt đầu đường đôi hoặc là báo hiệu đường đôi thì kali mở. Kết thúc đường đôi thì kali úp. Đấy. Thấy biển mà hình có hai trẻ dắt tay nhau như thế này, luôn luôn chọn là đáp án 2. Rồi. Thấy một cái gồ thì chọn là gồ giảm tốc 1G. Thấy cái G như thế này thì chọn ý 1 là gọi là gồ. 1 gồ 2 gà. Hai cái gồ như thế này thì gọi là ổ gà. Rồi, chướng ngại vật. Cổ chai là bị thu hẹp, đường bị thu hẹp. Rồi, dốc lên. 9 lên, 10 xuống. Đi lên. Đi lên sử dụng cầu vượt qua đường, hoặc là đi xuống là sử dụng đường hầm, hầm chui. Chúng ta nhớ mẹo thì chúng ta làm rất là nhanh. Rồi. Lúc nãy mình mới đọc câu này, 319 biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều dấu bằng. Đây ạ. Đó, chúng ta chọn biển 2. Rồi, biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều hỏi lại. Chọn biển 1. Biển nào báo hiệu đường đôi? Đấy, báo hiệu đường đôi là cái ly mở. Rồi chúng ta chọn biển 2. Biển nào báo hiệu đường đôi? Người ta hỏi lại tiếp. Cái ly mở. Chúng ta chọn biển 3. Biển nào báo hiệu kết thúc đường đôi? Đấy, kết thúc là cái ly úp. Kết thúc là cái ly úp. Đó, chúng ta chọn biển 3. Biển nào báo hiệu đường hai chiều? Báo hiệu đường hai chiều đem mũi tên lên xuống. Chúng ta chọn biển 1. Rồi. Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp? Chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp thì đây. Vuông xanh chỉ dẫn nhớ ngay mẹo này. Đấy. Vuông xanh thì chỉ dẫn, người ta đang hỏi chỉ dẫn. Chỉ dẫn. Vuông xanh chỉ dẫn nhớ ngay mẹo này. Chúng ta chọn biển 3. Rồi. Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ nhường đường? Phải giảm tốc độ nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp. Chúng ta chọn biển 2. Biển nào báo hiệu đường bị thu hẹp? Đây. Đường bị thu hẹp đây. Đây là thu hẹp cả hai bên luôn. Này thu hẹp bên trái. Chúng ta chọn biển 1 và biển 2.